Cô chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học môn tiếng Việt. Bài học hôm nay chúng ta học ôn tập. Tiết học ôn tập đầu tiên, cô và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu một số từ ngữ về mở rộng vốn từ theo các chủ điểm đã học. Các bạn, chúng ta đã học ba chủ điểm: người ta là hoa đất, vẻ đẹp muôn màu và chủ điểm những người quả cảm. Bây giờ các bạn hãy nhớ và tìm lại, ghi lại các từ ngữ về từng chủ điểm đã học cho cô nhé. Đầu tiên là chủ điểm người ta là hoa đất. Ví dụ như từ tài giỏi, hoặc là chủ điểm vẻ đẹp muôn màu. Cô ví dụ cô có từ tươi đẹp. Chủ điểm những người quả cảm là ví dụ từ dũng cảm. Chúng ta cùng bắt đầu làm chủ điểm đầu tiên các bạn nhé. Trong chủ điểm người ta là hoa đất, bắt đầu các bạn tìm những từ ngữ có tiếng tài. Đầu tiên, từ có tiếng tài có ý nghĩa là có khả năng hơn người bình thường. Cái thứ hai, những từ ngữ có tiếng tài có ý nghĩa là tiền của. Thì cô có các từ sau đây. Tiếng tài có khả năng hơn người bình thường, cô có những từ tài hoa, tài giỏi, tài nghệ, tài ba, tài đức, tài năng. Ngoài ra cũng còn nhiều từ khác nữa, các bạn cũng có thể tìm thêm vào cho cô nhé. Từ có tiếng tài có nghĩa là tiền của, cô có các từ tài nguyên, tài sản, tài trợ. Còn về chủ điểm vẻ đẹp muôn màu, cô có một số từ ngữ chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên và con người, hoặc một số từ ngữ chỉ vẻ đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người, và các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp. Các bạn hãy nhớ lại, chúng ta cũng đã được học những từ chỉ vẻ đẹp thiên nhiên và con người như xinh xinh, tươi tắn, yểu điệu, rực rỡ, thướt tha, điệu đà, lộng lẫy, tươi đẹp, vân vân, và còn nhiều từ khác nữa các bạn. Còn những từ chỉ vẻ đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người, nói về đức tính, tính nết của mỗi người đó các bạn. Ví dụ, thùy mị, dịu dàng, hiền diệu, thiết tha, đằm thắm, đôn hậu, cương trực, tế nhị, hoặc là ngay thẳng. Đây chỉ là một số từ cô ví dụ. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm nhiều từ khác để cho vốn từ của mình ngày càng phong phú hơn các bạn nha. Từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp có từ sặc sỡ, huy hoàng, tráng lệ, diễm lệ, hùng vĩ, hoành tráng. Như vậy, sau khi chúng ta đã liệt kê được một số từ ngữ ấy rồi, các bạn cùng điền vào bảng từ ngữ cho cô nha. Ngoài những từ có tiếng tài thì những từ chỉ vẻ đẹp của đặc điểm cơ thể con người khỏe mạnh, thì cô cũng có thêm một số từ như là vạm vỡ, lực lưỡng, cân đối, rắn rỏi, săn chắc, chắc nịch, hoặc là cường tráng. Các bạn, đó là nói về cái vóc dáng bên ngoài, cái cơ thể khỏe mạnh. Còn trong chủ điểm vẻ đẹp muôn màu, chúng ta cũng đã tìm hiểu rồi. Đó là tất cả những từ hồi nãy giờ cô và các bạn cùng tìm, chúng ta liệt kê vào trong bảng nhé. Còn chủ điểm những người quả cảm thì có những từ thể hiện những cái hành động, những cái hành động dũng cảm như là anh dũng, anh hùng, can đảm, quả cảm, hoặc là can trường, gan góc, gan lì, bạo gan, hoặc là tinh thần dũng cảm, dũng cảm nhận khuyết điểm và hành động dũng cảm. Đó là cô cũng và các bạn cũng vừa chốt lại và chúng ta liệt kê lại một số từ ngữ đã học ở các chủ điểm, ba chủ điểm chúng ta vừa học các bạn nhé. Bây giờ các bạn hãy tìm cho cô một số thành ngữ hoặc tục ngữ đã học nói về ba chủ điểm vừa mới học. Cô ví dụ trong chủ điểm người ta là hoa đất, có thể các bạn chỉ cần nhớ một hoặc hai thành ngữ thôi. Ở đây cô liệt kê ra hết những thành ngữ nào
mình có trong sách giáo khoa, và các bạn nên học thuộc cho cô một hoặc hai thành ngữ về cái chủ đề chúng ta vừa học nha. Ví dụ chủ điểm người ta là hoa đất thì thành ngữ là người ta là hoa đất, hoặc là chuông có đánh mới kêu, đèn có khêu mới tỏ. Nước lã và vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. Câu này là ca ngợi tài năng của con người đó các bạn, từ tay trắng làm nên tất cả. Còn câu chuông có đánh mới kêu, đèn có khêu mới tỏ là nói về cái tính nết đẹp đẽ của con người, phải khơi dậy thì mới mọi người mới thấy được. Chúng ta phải bộc lộ ra, hoặc là khỏe như voi, hoặc là nhanh như cắt, nói về cái sự nhanh nhẹn. Cái chủ điểm thứ hai, vẻ đẹp muôn màu. Cô có các thành ngữ tục ngữ sau đây: mặt tươi như hoa, hoặc là đẹp người đẹp nết, là ý nói đến một người tính tình cũng đẹp và vẻ bề ngoài cũng đẹp. Hoặc là tốt cổ hơn tốt nước sơn, thì lưu ý chúng ta chú trọng cái chất lượng, chất liệu sẽ tốt hơn cái vẻ bên ngoài. Người thanh nói tiếng cũng thanh, chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu. Ở đây thành ngữ này muốn nói đến vẻ đẹp bên ngoài của con người cũng trùng khớp, cũng giống như cái vẻ đẹp bên trong, bên ngoài và vẻ đẹp bên trong đồng điệu với nhau. Người thanh thì tiếng nói cũng thanh đó. Hoặc là vẻ cái nết đánh chết cái đẹp, là ý nói chúng ta chú ý coi trọng cái tính nết hơn là vẻ đẹp bên ngoài các bạn nhé. Trong mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Ở đây ý nói về đặc điểm của con vật, con lợn. Từ vẻ bên ngoài ta cũng có thể đoán được cái chất liệu của thịt lợn bên trong như thế nào. Đây là vẻ đẹp, hình thức và nội dung thống nhất với nhau. Chủ điểm thứ ba, những người quả cảm. Cô có hai thành ngữ tục ngữ: gan vàng dạ sắt, vào sinh ra tử. Ở chủ điểm này chúng ta có ít thành ngữ tục ngữ hơn, các bạn chú ý nhớ thuộc kỹ cho cô nhé. Và tiếp tục, để ứng dụng những từ ngữ vừa học ấy vào những câu, những đoạn văn thích hợp, thì các bạn chọn từ để điền vào cái chỗ trống cho cô. Cô có ba câu và ba từ cần điền là ở trong ngoặc đơn ở phía dưới này. Ba từ cần điền của cô: tài năng, tài đức, tài hoa này các bạn. Các bạn suy nghĩ và điền vào chỗ trống trong ba câu phía trên. Đây là nói về một con người chấm 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 vẹn toàn. Đây là nói về một cái nét chạm trổ. Đây các bạn, đây là cái nét chạm trổ, tức là nói về cái kỹ thuật đó, chạm khắc từ một khúc gỗ mà chạm trổ thành một cái hình, những con ngựa xinh đẹp như thế này, đó là cái nét chạm trổ như thế nào, thì các bạn chọn từ điền vào. Phát hiện và bồi dưỡng những gì trẻ, các bạn chọn từ trong hoạt đơn này điền vào. Đó là đoạn A. Cô có đoạn B, cũng có ba câu và ba từ cần điền: đẹp trời, đẹp đẽ và đẹp mắt. Các bạn phải đọc cho kỹ ý nghĩa của từng câu và chúng ta điền từ vào cho phù hợp nhé. Câu C cũng vậy, về chủ điểm dũng cảm. Đây cô có ba câu: một, diệt xe tăng. Một gì các bạn nhớ điền vào. Có chấm 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 đấu tranh, trong ba từ này các bạn sẽ chọn một từ điền vào. Và chấm 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 nhận khuyết điểm. Các bạn suy nghĩ kỹ và cùng điền vào với cô nhé. Câu đầu tiên, một người tài đức vẹn toàn. Câu thứ hai, nét chạm trổ tài hoa. Phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ. Ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt. Một ngày đẹp trời, những kỷ niệm đẹp đẽ, đó là từ có tiếng đẹp. Một dũng sĩ diệt xe tăng, đây là nói về một cái con người tiêu diệt được xe tăng. Có dũng khí đấu tranh, dũng cảm nhận khuyết điểm. Các bạn xem lại thật kỹ những cách điền từ để chúng ta vận dụng và viết đoạn văn. Tiếp theo, chúng ta cùng ôn tập về
Một số mẫu câu chúng ta đã được học vừa qua các bạn nhé. Chúng ta đã làm quen với ba kiểu câu kể. Kiểu câu kể thứ nhất, ai làm gì? Kiểu câu kể thứ hai, ai thế nào? Và kiểu câu kể thứ ba, ai là gì? Các bạn hãy phân biệt ba kiểu câu kể này và bằng cách chúng ta nêu định nghĩa, nêu ví dụ về từng loại cho cô. Kiểu thứ nhất, ai làm gì? Thì kiểu câu này có chủ ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi ai hoặc con gì. Vị ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi làm gì. Và vị ngữ thường là những động từ hoặc cụm động từ. Ví dụ như chúng em đang làm bài tập, hoặc là chúng em học bài, hoặc là mẹ đi chợ, mẹ nấu nhà. Đó, rất nhiều câu đơn giản về kiểu câu ai làm gì. Kiểu câu thứ hai, ai thế nào? Các bạn hãy nêu cái định nghĩa. Đây là có chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Và vị ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào? Vị ngữ thường là những tính từ, những động từ hoặc cụm tính từ và cụm động từ. Các bạn, ví dụ chúng ta hãy đặt một câu theo kiểu ai thế nào đi. Mẹ em rất đẹp, hoặc là hoa hồng thật xinh, chú chó rất thông minh. Đó, rất là nhiều câu các bạn nhé. Kiểu câu cuối cùng, ai là gì? Thì chủ ngữ cũng là trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Coi như cả ba kiểu câu này thì chủ ngữ đều là trả lời cho câu hỏi ai, hoặc cái gì, hoặc con gì. Riêng vị ngữ của mẫu câu ai làm gì là trả lời cho câu hỏi ai là gì, thì trả lời cho câu hỏi là gì. Vị ngữ ở kiểu câu này thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Ví dụ, Nam là học sinh lớp 4A, hoặc là Nam là họa sĩ giỏi nhất lớp, hoặc là bạn Nam vẽ đẹp như là bạn học sinh vẽ đẹp nhất lớp mình đấy. Rất là nhiều cái cách đặt câu hoặc là giới thiệu các bạn nhé. Để tìm hiểu kỹ hơn, cô có một đoạn văn. Các bạn hãy tìm ba kiểu câu kể nói trên trong cái đoạn văn sau và nêu rõ tác dụng của từng kiểu câu kể nhé. Các bạn cùng đọc đoạn văn với cô. Bây giờ tôi còn là một cậu bé lên 10. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng. Theo Trần Hòa Bình. Ở đây, trong đoạn văn của cô có tất cả 3 câu. Ở đây cô sẽ tách từng câu vào bảng các bạn nha. Câu thứ nhất, bây giờ tôi còn là một cậu bé lên 10. Theo các bạn, câu này thuộc kiểu câu nào? Ai là gì? Chủ ngữ ở đây là tôi đó các bạn. Ai là tôi? Là gì? Còn là một cậu bé lên 10 các bạn nhé. Tác dụng của câu này là giới thiệu về nhân vật tôi. Câu thứ hai, mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Theo các bạn, đây là kiểu câu gì? Có phải đây là nói về các hoạt động của cái nhân vật này không các bạn? Thì là kiểu câu ai làm gì? Kể lại các hoạt động của nhân vật tôi trong những lần đi cắt cỏ đó. Câu thứ ba, buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng. Câu này thuộc kiểu câu ai thế nào? Đây là nói về cái đặc điểm, cái trạng thái buổi chiều của một cái làng ven sông. Làng này như thế nào các bạn? Rất yên tĩnh. Rồi, các bạn hiểu kỹ ba kiểu câu này chưa nào? Để xem các bạn vận dụng ba kiểu câu này như thế nào, các bạn hãy cùng lấy vở và viết cho cô một đoạn văn ngắn. Trong đoạn văn ngắn này, chúng ta hãy nói về nhân vật bác sĩ Ly trong truyện Khuất Phục Tên Cướp Biển chúng ta đã học.
Và trong đoạn văn này, các bạn sẽ có sử dụng 3 kiểu câu kể vừa học ở trên. Các bạn hãy nhắc lại, lặp lại 3 kiểu câu đó và chúng ta viết về bác sĩ Ly. Kiểu câu thứ nhất, ai là gì? Kiểu câu thứ hai, ai làm gì? Và kiểu câu, ai thế nào? Ví dụ như trong kiểu câu ai là gì thì các bạn sẽ sử dụng để giới thiệu hoặc là nêu nhận định về bác sĩ Ly. Trong kiểu câu thứ hai thì ai làm gì thì các bạn sẽ dùng để kể về những cái hành động của bác sĩ Ly khi mà đối đầu với tên cướp biển hung hãn đó. Kiểu câu ai thế nào thì chúng ta sẽ nói lên cái đặc điểm, cái tính cách của bác sĩ Ly. Bác sĩ Ly như thế nào trước tên cướp biển hung hãn thì cái thái độ của bác sĩ Ly, cái đặc điểm của bác sĩ Ly ra sao? Các bạn sử dụng 3 kiểu câu để viết một đoạn văn nhé. Các bạn cùng lấy vở ra và thực hành đi nào. Ở đây cô có một đoạn văn mẫu ngắn gọn. Ví dụ, bác sĩ Ly là một người đức độ, hiền lành và nghiêm nghị. Ông đã đấu tranh với tên cướp biển hung hãn để bảo vệ lẽ phải. Em rất khâm phục vị bác sĩ dũng cảm ấy. Ở đây cô sử dụng mẫu câu thứ nhất, ai là gì nè con? Bác sĩ Ly là một người đức độ hiền lành. Mẫu câu thứ hai, ai làm gì thì ông đã đấu tranh với tên cướp hung hãn. Mẫu câu thứ ba, ai thế nào thì em rất khâm phục vị bác sĩ thế nào? Dũng cảm ấy, đây là nói về vị bác sĩ dũng cảm làm mẫu câu ai thế nào đó, mình lồng ghép vào trong câu luôn. Hoặc là đoạn văn thứ hai của cô, bác sĩ Ly là người nổi tiếng nhân từ và hiền hậu. Đây là cô cũng sử dụng cái mẫu ai là gì để giới thiệu đó. Nhưng ông cũng rất dũng cảm. Đây là mẫu câu ai thế nào. Trước thái độ côn đồ của tên cướp biển, ông rất điềm tĩnh và kiên quyết. Mẫu câu ai thế nào đó. Cuối cùng, ông đã khuất phục được tên cướp biển. Sức mạnh tinh thần của một người quả cảm đã khiến một đối thủ hung hãn phải nể sợ. Cuối cùng ông đã khuất phục được tên cướp biển. Đây cũng là cái mẫu câu ai thế nào hoặc là mẫu câu ai làm gì cũng đúng đó các bạn. Ông làm gì? Ông đã khuất phục, ông đã làm thay đổi được cái tên cướp biển đó. Đúng không? Rồi đây chỉ là hai đoạn văn mẫu ngắn gọn cô muốn giới thiệu cho các bạn. Cô hy vọng rằng các bạn sẽ viết được những đoạn văn hay hơn, đủ ý hơn vào vở cho cô các bạn nhé. Cô xin chào các bạn.